Công nhận Dũng giỏi hết, cái gì cũng làm được hết. Ở đây có ai giữ không, giữ cơm nè. Dạ. Chuyện có lớn, chuyện nhỏ, chuyện của đàn ông, đàn bà gì cũng làm được hết rồi. Ô thôi. Đó, cười ca, cười ca, anh cười ca. Đó, ba kìa. Mà chúng tôi, ông chúng ta. Bà chúng tôi, bà chúng tôi. Cô chín mới qua, cô chín xin hả ơi, cái gì đặng dọn ba đồ dưới đó lên phụ chị đi, đặng dạ. Thảo mai vô cái người ta sang lắp lắp đó ơi. Xin hả, nhìn thấy mẹ kìa. Hả, coi cái nhìn theo kìa, cái nhìn theo kìa, cái nhìn theo. Xin hả ơi. Đây cho bà bảy một miếng đi, bà nội miếng đi. Cho bà bảy với em đi. Bà nội từ từ, bà nội đưa gì đéo vậy. Bà bảy đỡ đâu có lẹ gì như bà nội đâu. Bà mẹ rớt còn cái thụi luôn nè. Hả con? Bà bảy phải từ từ. Đó. Đó. Dạ. Trời ơi, trời quá. Trời ơi, lại miếng nằm hết chứ ha. Thích tối ngày luôn hả bà bảy? Tối ngày luôn. Hỏi cái miếng này sao? Giỡn cho bảy kìa, kêu bảy có nước đây nè cậu bảy. Cậu bảy, có nước trà đá đây nè cậu bảy. Ông bảy kìa. Nè. Thấy chưa? Thấy rồi. Trời ơi, chắc nhanh quá à. Vì ốc với lại một chín là trét quá thì nhanh luôn. Rồi lẹ quá. À, bà chín phụ trét ron luôn hả? Cậu chín mới qua, cậu chín. Này định để ngày mai thợ làm mà bà chín, cậu chín làm luôn. Dạ. Chị con đẩy cái máy tủ lạnh, cái máy sấy lên. Dạ, lên trước đi, có chỗ nó làm. Dạ. Này sướng quá, cậu ở câu 7 và 7, câu 9 và 9 phụ quá chừng luôn. Bà 7 làm gì vậy, bà 7? Bà 7 hồi nãy hứa rồi. Mấy cậu, dạ. Mấy gì đó làm cái chuyện lóc gạch, còn bà 7 thì nấu cà ri dê. Bà xã nè. Nấu cà ri dê đãi hả? Dạ. Có người phụ việc ngoài, có người phụ việc trong luôn hả, việc bếp luôn. Đúng rồi. Dạ. Đây tay ngủ à. Vậy mà ngủ anh nói đang, em đâu thấy anh. Em nói vô ngủ bà bảy vô con ngủ. Bà bảy kỳ quá. Con đang ăn không thấy à, con vô ngủ. Bảy kỳ hả con? Bảy kỳ quá ha. Bà dạ, bảy. Dọn ra cậu bảy. Cái tủ nó nặng hay không ở gãy á. Dạ cái này đi gãy ở đây à. Dạ cái sắp vị trí sẵn đi, cái mình lên luôn. Cái tủ lạnh á thì mình để xích ở ngoài đây dưới cửa sổ, còn cái tủ lớn thì mình để góc này luôn. Dạ.
nó nặng dữ lắm á, bây giờ phải huy động người. Dạ. Tủ lạnh thì lên dễ rồi, nó nhẹ, mình bỏ đồ ra. Cậu bà, cậu Chính bỏ lập xưởng rồi hả? Để con lấy mấy cái rổ con đựng. Dạ. Khăn, khăn cậu Chính. Đây. Đó, trời đồ minh mông luôn. Giờ chuyện lập xưởng là trước. Để cứ chắc mẹ đi. Dạ, chắc đợi đi cậu Chính. Nhiều lắm á. Cái dứa. Rồi, bị cong queo luôn rồi. Ra không hả Chính? Ra dạ, cái này của mình nấu bếp nè. Cái bếp của mình lâu năm nè. Cũng 2 năm trời đó. Con sảnh không ra. Ra cũng ra, ít dạ. Không ra hết. Xi băng văng quá em. Xi băng văng quá trời luôn. Dạ. Xả tiết ra rồi không? Dạ, bữa một đống luôn. Dạ. Cậu bảy nói ai nói Việt Nam không tiếc. Chui vô tủ lạnh đi là biết liền. Quá trời luôn. Chân lùi. Mình cũng hết lập xưởng rồi em. Xong cái này bắt đầu mình làm tiếp. Ở trên Sài Gòn còn không nhiều. Rồi cậu bảy chùi ra hay quá. Dạ. Dạ cậu bảy. Cậu bảy chùi ra màu luôn. Sao dở vậy ta? Sơn. Sơn không xịn. Này như bề can, ủa sơn. Dạ. Sơn này không phải sơn vẫn được. Cái bằng đá rồi cái màu sơn cái sơn. Dạ. Mới nói rồi gì? Thầy rảnh này chú cậu nói ông mua của Thành Phước. Dạ. Hai cái băng với một cái bàn mà không có làm nhà thì thấy cái bằng đá mua về để chơi à? Dạ. Để chữ kính tặng, nói là bài chữ kính tặng rồi có mất chết rồi tặng hồi nào. Mất rồi chết rồi lấy ghi kính tặng à? Đặt sẵn rồi. Dạ. Tặng đá rồi cái nói nó tặng kia lại bộ rồi ngồi chơi. Dạ. Nó giờ thấy rồi mày chữ kính tặng là được, nó mất quá trời. Tức giờ thấy chữ này tức. Đúng là. Nếu mà sơn tĩnh điện á nó ăn vô dữ lắm cậu bạn. Này chắc sơn thường phun sơn thôi. Phun rồi. Dạ. Ủa cũ hay lại diễn à? Dạ. Ớt này là diễn ở trên phòng á. Cái dây gác kia bây giờ nó trồng ớt quá trời luôn. Mà ớt mắc lắm đó chị. Thì đó, có thể mà mình hái là gói cũng khoảng là 200 gram đó. Dốt dạ. Gia vị hả? Dốt ướp không? Chưa nấu ướp dạ. Chút cho nó thấm, nó thơm lắm. Dạ, để con khổ. Rồi đây, bốn người đủ rồi. Nhảy ra con đồng này cho. Nhảy lên lên, chào nó. Đi luôn. Đi, con khoan ạ. Dạ. Đi luôn rồi. Luôn, dễ hiểu. Chắc là người chưa. Nhưng mà nó nặng lắm, mình cũng nặng lắm. Có đọc dừa nhé. Dạ. Rồi, đi nữa. Đi, 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 con tụi nó sửa thôi. Dạ, 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 dạ. Rồi, cho vô vị trí đó luôn. Hôm nay có gì Út 15 vô phụ nữa nè. Huy động hết lực lượng luôn. Giờ mình dạ đúng rồi, cặp lại đi, không sao đâu. Dạ. Dựng nằm ngang, dạ. Ngang đi cho nó đỡ xéo. Mất thời gian lắm. Thời gian dạ. Mình không biết làm sao nữa. Dạ, này phụ nữ thì dọn hay hơn. Coi như ngày mai là họ dọn chứ mình không dọn nổi rồi. À, ngày mai luôn buông không có làm. Giờ mình làm trước là mai không có họ bận ngày. Dạ.
hôm qua không có dặn ở nhà làm đi ngon. Nhiều đó được rồi, còn nhiều. Dạ. Giờ mình sắp. Mình sắp hai hàng đi Út. Dạ. Thì chắc ngày mai hoặc ngày mốt là bắt đầu làm lập xưởng lại. Thì hết rồi, không còn nhiều. Cái này là để được à, bà con mình hỏi em mua ở Sài Gòn chỗ nào, mình có thể ghé địa chỉ là 22A Tân Kỳ Tân Quý nha. Phường 15 quận Tân Bình, ngay góc Tân Kỳ Tân Quý, trường Chinh Cộng Hòa ha, ngay cái mũi tàu đó. Còn nếu mà như bà con mình ở Sài Gòn có thể vô tận nơi thì liên lạc với em ha. À, giờ dì Út làm cầu đang đẩy cái tủ nặng này lên. Cái khó giờ được kìa. Cái đi bên này ra, đi bên này nhỏ nè. Dạ. Sao vậy Út? Không quay sao? Xe quay tròn tròn á. Dì Út đang tính làm đường ray cho nó. Anh vô nó gắn dạ. Rồi. Cho cái xe chạy giữa cho nó chạy giữa chứ đây nó sụp cái là chết luôn á. Dạ, nặng lắm. Anh tải với hai người nó dẫn cầu đi. Dạ. Không, bây giờ đưa vô con xe hẹo luôn. Rồi đây có thêm xiếng nè, về Út nè. Dạ, về Út cái xiếng lại dẫn cầu giùm con. Không khỏi nha. Anh để đây nè. Dịnh dịnh dáng. Ba chờ chờ con phụ. Ước Diễm là số 1. Hay quá. Ước Diễm giỏi quá. Trời, con không nghĩ là lên nhẹ nhàng vậy luôn. Con nói trời ơi này mà. Con nói Út lên một cây ngực quế mở dưới giữa là 18 người lên. Mà dạ. Lên đây có 6 người mà lên được. 6 người lên. Qua giữa cửa tràm á, giữa cửa tràm. Dạ. Út làm cầu. Cái vô chỗ mấy ông thầu xây dựng á. Dạ. Một cốc pha vậy nè. Dạ. Con con tủ gỗ nữa. Thôi. Đẩy lên hết đi. Cái tủ mai nó có bánh xe không? Có vậy đẩy. Dạ, chứ nó nặng. Che giấu luôn. Dạ. Chị làm sao? Ở nhà toàn là trói gà không chặt không mà lên cái tủ mà mừng quá chừng luôn. Tủ quá trời nặng luôn nè. Dạ. Tủ này tới mấy trăm ký lận. Lên nhẹ sờn. Dạ. Con khoái rồi. Nó nặng nè, trong là sắt thép không mà. Nặng quá trời nặng luôn. Anh Hùng lao động nhà Nam Việt không? Con cứ chết thằng xe hả?
Cái này không có được như cái kia, tại vì cái này nó không có ngay nè. Không ngay bánh xe nghe. Dạ đúng rồi, thì em nói dịch từ từ mới được. Dạ. Được không? Để con kéo rồi. À. Để con kéo khăn kéo khăn kéo. Rồi đấy, đông người phụ mày được. Tiếp tục nha. Anh nha, kéo pháo nha. Lên cái tủ mà cậu ấy la quá rồi. Sợ quá. La lớn hơn là công lớn hơn không? Dạ, để đó để đỡ thôi. Dạ. Dạ để đỡ. Quá giỏi. Rồi con đi. Không dám ngoài nữa kìa. Không dám đi nữa hả? Hết rồi. Hết bánh xe rồi. Dạ. Ôm tấm dáng chạy đâu ngoài vậy? Nghe sao hồn em khóc. Coi cái tấm dáng mà sách đi dẹp hoài hả? Chưa làm xong sách đi dẹp rồi. Rồi cái tủ này hai người à, lên. Cái giật đứt tay á, bén lắm á. Dạ. À, còn cái tủ kia nữa, còn cái tủ cắt nữa. Dạ. Dạ mẹ. Cái kia kìa bạn, cái xe kìa. Cái này huy động hết dì cậu qua hỗ trợ luôn. Còn thiếu bà ngoại là chỉ đạo hả? Tổng tư lệnh. Chứ bà ngoại có nhiều cái kế hay lắm á Sơn. Dạ. Bà ngoại hiếm kế hay lắm á. Bà ngoại kinh nghiệm nhiều hơn mình mà. Bà ngoại tới 91 năm kinh nghiệm có ai dám qua. Anh xem chỗ mà. Chưa đi ba cháu hả em? Trời ơi. Không phải cô ấy. Dạ, rồi, con dẫn đây. Đúng rồi, cô ấy mở nha. Rồi. Thôi đó, giờ cơ sở đi. Dạ, dạ, mình còn di chuyển. Dạ. Rồi. Rồi, được rồi. Sát đi tao lên. Dạ. Sát đi tao nhắc. Dạ. Cái thang cầu chính lên lấy. Rồi. Đem cái tủ này đem. Cái này nó cái Úc đang đánh xét rồi hả Úc? Dạ. Cái bằng cái giỏi móc mà nó vẫn bị xét. Dạ. Quá giờ cái bây giờ đâu biết rồi mới về quá rồi cắt dây á anh em nhiêu đây còn quay cho ngàn này cho đỡ mệt hả Vậy hả bà nội đây quầy ẩm nè
mình không kịp nè. Mà còn được ổng mà. Thế cả ngủ. Còn mở mắt rau ráo à. Nãy nghe bà Út ru làm sao mà Sơn Hà quậy quá trời ạ. Bà tính sao hả? Hát bà tính hả? Mẹ bà tính hát sao? Chiều nay thường thường cái câu ru của ta là chiều nay có kẻ thất tình, giữa mai mai ngã giữa Quỳnh Quỳnh xíu mai với Quỳnh. Dạ, còn mẹ bà tính thì chiều nay có kẻ thất tình, giữa cột cột giữa đình đình xíu. Cột ngã đình siêu luôn rồi chứ không phải mai với Quỳnh. Rồi ngủ rồi kìa. Dạ không. Ngủ có hay quá mày. Ủa khách vô hì quá. Em về về dẻo khỏi sao em về chị không rước em. Chị tính đi rước rồi mà con trâu nó bị bệnh. Dẻo đang dọn dẹp nói xách vali về mà sao mà bảy không đi rước. Giờ Út lấy xe rùa nãy. Chị có chuyện mới có mà. Xe được rồi, con bánh rồi. Tội nghiệp quá. Đi xe bánh quá. Vậy ta xe nhiều bánh đang nói cái mệnh dạng. Xe con bánh đang nói bằng ai. Kêu cái chị phải nói rồi nha. Thôi dẫn giờ là chị. Dẫn nha, sắm từ từ đi. Ta chừng đinh ngốc rồi. Giấc kêu dẫn mình đâu sợ. Đâu có máy bay đi được luôn. Cầu 7, cầu 9 dọn quá chừng ở dưới đây. Xong cái khu vực cái kho của mẹ. Giờ mình giải cái dách đó luôn. Cái kho này là kho bác là cây khách cho ta được rồi à. Dạ. Cái cây này đó tháo cái nhà cũ á cậu ấy. Dạ. Cây này mối mọt không ăn được luôn á. Dạ, cây nó quá mất tiền. Khi mà mình không có tiền, có cần chuyện mình đi mua cây gì là tiền nhiều đó. Dạ. Cây giờ nó đo nó cạnh đường nó chiều dài nó ngắn lắm á. Dạ. Bả xin cân này. Dạ, cậu ấy lấy đi, con cà đóng. Dạ. Ở dỗ Khanh không biết hả? Dỗ chuyển quá rồi khỏe luôn kìa. Trời ơi. Chạy tao teo luôn. Đẩy hồi giỏi hơn con nữa, con đẩy này cũng trần ai á. Mưa mới châu à. Con đâu rồi? Ra nhớ đừng giận con. Rồi bữa nay mình đẩy món dê cho cậu 7, cậu 9 với cả nhà mình ha. Dê ốc của ông Diễu Diễm mang về nữa nè. Diễu mang về. Bữa nay mình làm được rất là nhiều việc. Quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn. Mời cả nhà. Dạ. Rồi. Đứng đi lên. 1 2 3 vô. Rồi, chúc sức khỏe cả nhà mình nghe. Sơn Hà cũng ra tham gia nữa nè. Sơn Hồng đâu em? Tới Sơn Hồng ra ăn luôn em. Bữa nay mình dời được cái tủ lạnh lên nè, rất là mừng nè. Cái tủ đông. Cái máy sấy là cái nặng nhất. Tới mấy trăm ký lại. Rồi mấy cái máy lập xưởng. Rất là nhiều luôn nè. Đồ đạc mênh mông. Bây giờ tạm thời dọn lên, sau đó chờ thợ làm xong cái nhà bếp phía sau á thì mình dọn trở xuống. Ngon không? Nãy Dũng đi hái lá me với xã luộc nữa hả? Dạ. Dũng bắt luộc ốc đi á. Dũng 11 bắt, Dũng 15 luộc. Mình có để nghe ta đổ vỏ không? Mình tự ăn mình tự đổ đi hả?
Dạ. Ủa sao về Út với cậu Bảy với cậu Chính ra riêng hả? Tự nhiên túm lại. Dạ. Nước mắm mà ngon hả? À, cảm ơn Út. Bà cả nhà mình ăn ốc nha. Nước chấm ngon quá. Nước chấm làm sao Út? Gừng ớt tỏi với vỏ trái tắc á. Gừng ớt tỏi với vỏ trái tắc. Ờ đã ha. Bữa nay gấp gáp quá không có quay cho cả nhà mình xem để hôm nào làm vài món chấm. Ủa vậy em ra ngoài đi, đặc sản ở Cù Lao. Em ăn bánh mì chấm với ớt thôi rồi sao lên. Ủa mày chính không ăn dê được hả? Ăn bánh mì chấm với ớt. Anh Yên đâu chị? Anh Yên đâu? Có khách à. Ủa con bà nha. Em dành em rồi. Có cái Thương hả? Ta Thương ra rồi. Sơn Hà ăn không? Nè. Ba nè. Sao? Ra đây nằm. Ngoan lắm à. Hả? Nằm chơi cho mẹ ăn nè. Bảy về là bảy coi chừng dầm à. Nè ba cho con nè. Khúp hà. Hồi sáng nó cười dữ lắm rồi bảy. Chiều hơi quậy à. Ủa ngủ cho em. Dạ ngáp. Rồi nằm chơi cho mẹ ăn nha. Nằm chơi mẹ ăn nha. Giao lại cho bà Bảy rồi. Ngồi chơi bà Bảy đây. Ăn ngon không sao Hùng? Con bánh mì với thịt dê hả? Cậu Phong nuôi đó. Dê có sơn hồng đó. Có Niên bán rồi, chị bán đi. Ờ chị ăn đi. Mấy bình rượu làm lò xưởng dài ra đây hết rồi hai em. Mình chắc mình phải ngâm thêm để cho đợt Tết á xíu ơi. Là không đủ á. Vô vụ là mình sẽ ngâm không kịp, mình ngâm sớm thì tốt. Rồi bữa nay công nhận không ngờ mình giải tán được mớ này chứ con nói thứ hai mấy ông thợ làm không nổi. Nãy công nhận. Dì Út nè. Dì Út công của dì Út đẩy được cái máy sấy ra nè. Dì Út lên trưởng phòng kỹ thuật kìa. Còn cậu Bảy mà Bảy cậu Chính rồi Chính thì quá giỏi rồi. Dì Út con là cu ly trưởng đó. Cu ly trưởng. Được sự chỉ đạo của cu ly trưởng hôm nay. Hôm nay chúng ta làm thành công hả cậu Bảy? Ờ thôi hôm nay thì em cũng quằn cả ngày mệt rồi. Em ngồi vui cùng cả nhà mình đây. Rồi tạm biệt cả nhà ha. Hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai nha. Ăn chăm chú quá hả? Mất phần cậu Bảy. Rồi giờ phải dừng ở đây.